Và cái chữ vừa rồi mà chúng ta phải học được đó là chữ thích ứng và chữ thay đổi. Có những cái thứ mà trên thế giới này nó không bao giờ thay đổi, nhưng qua mùa dịch này nó đã thay đổi và bắt buộc phải thay đổi. Hình dung chưa? Ví dụ như trường đại học Harvard, như trường đại học Cambridge, những cái nơi đó hồi kia làm gì mà có dạy online, nhưng bây giờ họ triển khai dạy online hết. Mình ví dụ như nó nhờ vậy. Các cái trường học cấp 1, cấp 2 của chúng ta hồi kia làm gì có vụ dạy online, thầy cô đó làm gì dạy online, nhưng bây giờ bắt buộc phải online hết. Dung ra là nó có những cái bộ này, đúng đúng không? Ví dụ là làm việc online này, bán hàng online này, marketing qua online này, doanh nghiệp trên online này, tương tác khách hàng qua online này. Các bạn hình dung cái bộ combo cái từ online chưa? Hơn trước khi dịch nó xảy ra thì cái từ này nó cũng xảy ra, nhưng nó không có rõ ràng như bây giờ. Chăm sóc khách hàng qua online này, kinh doanh qua online này, khởi nghiệp qua online này. Bây giờ mọi thứ nó cộng thêm cái chữ gì? Online vô. Ok chưa? Cứ nhận ra cái điều này 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 này, này chữ nó là bây giờ là bán hàng online này, chốt sale online này, ký hợp đồng qua online này, ký tá online này, chuyển tiền qua online luôn nè. Ok, có nhận ra điều này chưa? Cái tư duy chúng ta nó phải rất là rõ rõ ràng, thuyết minh trình bày qua online này. Ok chưa nè? Nó không phải như xưa nữa. Chúng ta đang đối diện với một cái thứ mà gọi gì, gọi là ngàn năm có một. Ngàn năm có một nghĩa là lâu lắm trong lịch sử nó không có một cái cơn đại dịch nào, hoặc là nó không có cái một sự cố nào hồi giờ trong lịch sử, từ lúc mà biết được cho tới giờ thì nó không có một cái sự cố nào nó giống như cái sự cố này hết. Tức là nó không ảnh hồi giờ tất cả các sự cố, dù dù rất là lớn, kể cả chiến tranh, kể cả bom hạt nhân, kể cả sông thần, kể cả núi lửa, thì nó chỉ ảnh hưởng đến một cái khu vực nào đó thôi. Một cái khu vực nào đó, nhìn tổng thể trên thế giới nó là nhỏ thôi chứ nó không có lớn. Và cũng chưa có, cách đây 500 năm thì có cái đại dịch gọi là Tây Ban Nha đó, thì nó cũng không có lớn như bây giờ. Hồi đó châu Âu cũng bị nhiều và chết cũng rất là nhiều. Nhưng chúng ta đang sống ở một cái thời đại nó vô cùng đặc biệt, là cái chúng ta đang chứng kiến một cái đại dịch mà nó như thế nào, nó ảnh hưởng đến hơn 200 nước trên thế giới này. Các bạn thấy chưa? Và cái đại dịch này nó làm cho gì? Nó làm cho những cái người thông minh đối với xã hội ngày nay luôn, công nghệ ngày nay, trình độ ngày nay, những người thông minh ngày nay, ok mà, gần như là họ bối rối. Tất cả đều rất là bối rối, vô cùng bối rối. Bối rối gì? Bối rối bởi vì những người thông minh tất cả là đều gì? Không 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 ứng xử được. Vậy thì những cái con người thông minh nhất trên thế giới này họ cũng đều rất là bối rối. Và cho tới này là cũng gần xích sót 2 năm rồi, đúng không? Đặc biệt là Việt Nam của chúng ta đã chứng kiến qua 4 gì? 4 lần cái dịch này nó dập vô. Và đặc biệt hơn nữa là gì? Là Sài Gòn, ai ở Sài Gòn này thì các bạn như thế nào? Các bạn lại có một cái cảm xúc lại đặc biệt hơn, đúng không? Cảm xúc đặc biệt hơn hơn nữa. Giống như vừa rồi bạn nào mà trên Facebook của mình có chia sẻ cái bài mà Sài Gòn buồn, đúng không? Nghe cái bản nhạc Sài Gòn buồn này nó vô cùng cảm xúc, mà sao không biết cái tâm trạng của mình hay sao á. Cái câu chuyện là chúng ta làm kinh doanh, ngày mai chúng ta quay trở lại thì chúng ta làm cái gì? Trong 3 đợt vừa rồi á là gần như là tơi tả te tua hết. Ok chưa nè? Tơi tả te tua hết. Vậy thì về mặt góc độ doanh nghiệp khởi nghiệp chúng ta phải làm gì? Một, ok cho là một nè, là chúng ta phải tập trung vào gì?
bảo vệ sức khỏe. Ok chỗ này. Ra làm kinh doanh nhưng mà bắt buộc rằng chúng ta phải đối phó với một cái thứ nó rất là quan trọng, đó là bảo vệ sức khỏe. Đặc biệt mà bạn nào ở Sài Gòn, ở những cái trong cái khu dịch, thì rõ ràng là chúng ta nên gì? Nên chốt lại. Khi mà chúng ta neo được cái cảm xúc của các bạn, phải không? Thì các bạn sẽ có được gì các bạn sẽ có được cái nguồn lửa, một cái nhiệt huyết, một cái gì, một cái gọi là gì, gọi là ý chí chúng ta quyết lên nữa. Ok chưa nè? Là chúng ta phải gì cái số 1 là chúng ta phải bảo vệ sức khỏe của mình. Các bạn phải thường xuyên tập thể dục, thường xuyên tập thể dục, thường xuyên vệ sinh tay, thường xuyên rất là cẩn thận, là tuyệt vời. Sức khỏe là số 1. Cái thứ hai là chúng ta phải chuẩn bị một cái kế hoạch, ta chuẩn bị phương án làm việc từ xa. Vậy thì khi mà làm việc từ xa thì bước 1 là chúng ta làm gì? Chúng ta phải thiết lập những cái nguyên tắc giao tiếp. Đã thống nhất làm việc từ xa thì chúng ta phải thiết lập những cái nguyên tắc giao tiếp trực tuyến, đúng không? Cái cách làm sao chúng ta tương tác trong cái công việc cho nó hiệu quả. Hồi kia chúng ta làm việc trực tiếp, đúng không? Thì cái việc nói với nhau rất là dễ, nhưng mà bây giờ làm việc từ xa thì sao? Nguyên tắc giao tiếp thì sao? Hình dung ra điều này chưa nè? Mình thấy hôm nay mình nhìn con mình học á, ok chưa nè? Thì như thế nào thì học qua Zoom á, nhưng mà vẫn là gì, vẫn chưa có những cái nguyên tắc giao tiếp. Tới giờ thầy cô dưới trò bật lên trên cái Microsoft Team, con mình đó học Microsoft Team á, tới giờ thì bật lên học như vậy, rồi xong hết giờ là tắt. Rồi gì, những cái đường link đưa qua học, những cái bài tập gì đó đưa qua Microsoft Team, và internet nó yếu hay là một lý do gì đó, thấy con mình nó tải không được. Rồi có những lúc nó tải được, nó làm bài tập rồi á, thì là lại nó nộp qua thì không được. Nó nói nó gửi nó nộp hoài mà không được. Hình dung ra cô giáo thì nói là không nhận được, bên này nó làm xong mà nó muốn gửi qua nó nộp cũng được. Nghĩa là cái nguyên tắc giao tiếp chúng ta bị vấn đề mất tiêu rồi, mà gần như là rất là bị động vô cùng luôn, chỉ qua một con đường đó thôi. Thì ví dụ như vậy thì tại sao chúng ta không tạo thêm một cái gì, một cái group Zalo, ví dụ vậy, một cái group Zalo để chúng ta lại ngoài cái việc học trên Team thì chúng ta có một cái phương thức tương tác qua Zalo, hoặc là chúng ta có phương thức tương tác qua truyền miệng, bài tập, tức là qua online rồi thì chúng ta phải có cái tương tác bên một cái group Zalo, ví dụ vậy. Thì chúng ta phải nhân viên của chúng ta nó làm việc từ xa nhiều, khách hàng của chúng ta cũng sắp tới làm việc từ xa nhiều, thì do làm việc từ xa, nếu mà chúng ta không có những cái nguyên tắc thì chúng ta phải trao đổi rất là lâu. Nên là chúng ta thiết lập những cái nguyên tắc, ví dụ nguyên tắc cái gì, giờ làm việc, ok chưa nè? Doanh nghiệp phải đặt ra một cái giờ làm việc cụ thể trên online, ví dụ vậy. Rồi chúng ta phải giới hạn cái thời gian nhận phản hồi, ví dụ một tin nhắn á, là ví dụ là tối đa trong 10 phút là phải phản hồi liền, được hay không được hay là cái gì đó. Tại vì cái hồi kia gặp trực tiếp thì chúng ta xử lý được, nhưng mà bây giờ qua online cái tin nhắn nhắn cả ngày vẫn không xử lý được là xong, mà gặp trực tiếp thì lại gặp không được. Chúng gọi là thiết lập những cái nguyên tắc làm việc, hình dung chưa? Rồi chúng ta cũng phải gì, thiết lập cái kênh gì, kênh giao tiếp trực tuyến. Ví dụ có thể là Zalo, hoặc là có vẻ là Facebook Messenger, cần là gọi liền. Zoom đồ gì đó, là tới giờ họp là lên họp hoặc là trao đổi sâu hơn. Còn những cái nguyên tắc trao đổi trực tuyến, nó tóm lại là qua những cái kênh nào để nhân viên chúng ta, khách hàng của chúng ta làm việc qua từ xa được. Ok chưa này? Rồi hình thành những group nhóm chat riêng. Ngoài những nhóm chat làm việc thì phải hình thành những cái nhóm chat gì chém gió vui để nhân viên nó vui. Ok chưa này?
Tất cả chúng ta phải thiết lập hết, chúng ta phải tư duy ngay bây giờ, chúng ta phải suy nghĩ. À, chứ còn không là để chúng ta bị động thì cũng không có được. Cần có sự chuẩn bị á. À, cần có sự chuẩn bị là tuyệt vời rồi. Ok mà. Rồi. Tiếp theo nữa là các cái tiêu chuẩn làm việc bây giờ nó cũng khác xưa. À, ví dụ lúc xưa chúng ta gặp nhau á, cái gì chúng ta chưa rõ thì chúng ta có thể nói qua nói lại, nói qua nói lại một hồi chúng ta rõ. Còn bây giờ do làm việc từ xa nên cái việc mà giao tiếp với nhau trực tiếp á, nó cũng rất là khó hơn. Nó là bây giờ là đưa ra mục tiêu á, là phải đưa ra mục tiêu rõ ràng và ngắn và đơn giản. À, ví dụ là hôm nay là làm gì, mục tiêu là đạt được cái gì, nguyên tắc là cái gì, ok chưa nè. Đó, để làm sao à, để mọi người thống nhất nhau. À, một cái phương án nó rõ ràng. À, mọi người hiểu nó làm như vậy, chứ tôi là ông nói gà bà nói vịt nữa là chết luôn. Mỗi người hiểu một kiểu là xong luôn, cái hóa ra cái làm việc nó không có hiệu quả, tại vì nó là cái phương thức mới mà. Rồi ai đó mà làm qua công nghệ, mình có được cái mẹo gì đó để mình làm việc nhanh hơn á, thì mình phải chia sẻ cái mẹo đó đối với những người bên cạnh. Thay vì làm cái cách này thì làm cái kia nè. Tại bây giờ chúng ta đang bước vào cái cách làm việc mới mà, nên là mình phải chia sẻ được cái mẹo gì, cái mẹo làm việc sao cho nó hiệu quả hơn. Rồi cái mẹo làm sao để chúng ta giữ sức khỏe nó tốt hơn. Cái mẹo làm sao để chúng ta cân bằng cái thời gian. Cái mẹo làm sao để chúng ta quản lý được thời gian. Mỗi người sẽ có những cái mẹo. Tại bây giờ chúng ta tiếp cận với công nghệ, nó hoàn toàn mới đối với nhiều người hết trong cái vấn đề giải quyết cái công việc. Ok chưa nè. Rồi chúng ta cần phải lên cái lịch trình gì, báo cáo, rồi thông tin lưu ở đâu, rồi báo cáo qua nền tảng nào, ví dụ vậy. Nó phải từng thứ vậy. Để gì? Để mọi người mới hiểu và mới làm việc được. Hồi nãy giờ nghe các bạn học được cái vấn đề gì không nè? Các bạn có chuẩn bị cho cái tư thế sắp tới là chúng ta sống mà, và những cái hành vi mới này sắp tới nó sẽ thay đổi con người chúng ta kinh lắm á. Nó sẽ thay đổi cái con người chúng ta ghê lắm. Cái này không liên quan gì tuần làm việc 4 giờ đâu. Tuần làm việc 4 giờ là cái khái niệm tự do tài chính khác. Không có liên quan đó được em. Còn cái này là đang set up lại cái tiêu chuẩn làm việc, cái cách giao tiếp, thích ứng trong trường hợp mới. Không liên quan gì tới tuần làm việc 4 giờ hết rồi. Cái thứ ba là tương tác với khách hàng. Tương tác với khách hàng thì sao à? Hồi xưa là chúng ta mang một cái sản phẩm mẫu, một cái rồi xưa chúng ta gặp được khách hàng, tới gặp được khách hàng. Còn hôm nay thì sao ? Đâu có làm được như vậy. Nên các bạn phải gì? Phải chụp những cái sản phẩm mẫu, quay video sản phẩm mẫu, thiết kế slide. Các bạn nào mà biết dùng cái Google gì? Google Drive chưa? Trên Google Drive nó có đầy đủ hết. Có hình dung ra điều này chưa? Trên Google Drive có đầy đủ hết. Thiết kế ra video, thiết kế ra hình ảnh, có cái sự chú thích, thiết kế slide, và mới bắt đầu tương tác với khách hàng qua Zoom, qua Google Meet để chúng ta thuyết trình với họ trên những cái bảng slide đó, chứ không có cơ hội gặp trực tiếp khách hàng. Chờ mà gặp trực tiếp đó là khách hàng họ, bây giờ mà các bạn muốn gặp trực tiếp là khách hàng họ sẽ hẹn các bạn ngay. Họ nói là anh bận, họ không có từ chối thẳng. Bây giờ mà các bạn muốn hẹn khách hàng khó lắm. Nhưng các bạn, họ đang ngồi ở nhà kêu là anh em mình online trình bày là tự nhiên dễ ngay, khách họ hình dung ngay. Nên phải chuẩn bị một cái kịch bản, những cái công cụ, những cái phương pháp bán hàng qua online. Bán hàng qua online là một cái phương pháp bán hàng. Bây giờ các bạn phải hình dung ra là nó có những cái bộ này, đúng không? Ví dụ là làm việc online này, bán hàng online này, marketing qua online này, doanh nghiệp trên online này, tương tác khách hàng qua online này. Các bạn hình dung cái bộ combo, cái từ online chưa? Hơn trước khi dịch nó xảy ra thì cái từ này nó cũng xảy ra, nhưng nó không có rõ ràng như bây giờ. Điều đó, chăm sóc khách hàng qua online này, điều đó có gì? Kinh doanh qua online này, khởi nghiệp qua online này,
bây giờ mọi thứ nó cộng thêm với chữ gì? Online vô. Ok chưa? Cứ nhận ra cái điều này chữ nó là bây giờ là bán hàng online này, chốt sale online này, hình dung chưa? Ký hợp đồng qua online này, ký tá online này, chuyển tiền qua online luôn nè. Ok, có nhận ra điều này chưa? Cái tư duy chúng ta nó phải rất là rõ ràng, thuyết minh, trình bày qua online này. Ok chưa nè? Nó không phải như xưa nữa. Hồi nãy giờ nhận ra vấn đề không? Không online thì không có cái để nhai. Ok, nó là chúng ta chịu khó tương tác làm việc với khách hàng thì doanh nghiệp của chúng ta nó sẽ như thế nào. Rồi chăm sóc khách hàng cũ. Ok chưa nè? Khởi nghiệp online, đúng rồi, chăm sóc khách hàng cũ. Ok nè, tìm kiếm khách hàng mới, tất tật là bằng online hết. Đặc biệt bạn nào mà đang ngồi nghe livestream này với góc độ bạn là người chủ doanh nghiệp thì bạn phải nhận thức cái này sớm và các bạn phải hành động sớm, bạn không được chậm trễ. Đúng rồi, tất cả là online hết rồi, hình dung chưa? Nên là các bạn phải nhận thức cái điều này sớm. Bạn này, cái chỗ này là cũng không phải chiếm ưu thế gì đâu bạn Hùng. Bây giờ nó không phải là chiếm ưu thế đâu. Đúng rồi thầy ơi, phải like chuyện này mà thôi, đúng rồi. Nó không phải chiếm ưu thế. Bây giờ cái này là một cái rất là mặc nhiên thôi, bắt buộc phải làm, còn mình không làm là mình chết. Chứ không phải là bây giờ là lên online là ưu thế nữa. Mình thấy giờ nó không phải là ưu thế nữa, mà nó là một cái nền tảng cơ bản mà đáng lẽ chúng ta phải vận dụng rồi. Còn nếu mà chúng ta không vận dụng rồi thì chúng ta đang tụt hậu, chứ nó không phải là ưu thế nữa. Ok, online là công cụ, đúng rồi. Quan trọng ngay bắt đầu từ bây giờ luôn, từ tìm kiếm khách hàng mới vừa chăm sóc khách hàng cũ. Rồi ok nha. Rồi thứ tư là các bạn liên hệ nhà cung cấp, đúng không? Toàn bộ nhà cung cấp chúng ta bán hàng, mua hàng thì gần như là chúng ta cũng liên hệ qua online, làm việc qua online. Vậy thì bây giờ các bạn phải có cái quy trình tìm kiếm nhà cung cấp, quy trình tương tác với nhà cung cấp, quy trình gửi mẫu, quy trình làm sao xe mẫu, thuyết trình mẫu. Ok mà, thuyết trình những cái gì chúng ta mong muốn để cho nhà cung cấp họ cung cấp được cho chúng ta. Ok chưa nè? Cũng thiết kế bằng online hết. Chúng ta phải tính toán. Hình dung chưa? Doanh nghiệp nào mà biết gì, biết cái phần mềm đó, nên là chúng ta phải có một cái hình thức nó như vậy. Rồi đối với nhà cung cấp là chúng ta phải lên ra một cái quy trình đối với nhà cung cấp. Để chúng ta trao đổi cũng qua online hết luôn. Tiết kiệm được chi phí thì tốt. Năm là về dòng tiền. Ok cho năm về dòng tiền. Thì các bạn nên nhớ cái chiến dịch mà sau dịch này á, bắt đầu từ ngày mai mà chúng ta kinh doanh á, thì là chúng ta kinh doanh ở trạng thái gì là tồn tại, doanh nghiệp chúng ta tồn tại được là tốt rồi, chứ không phải là trong thời điểm là tối ưu hóa lợi nhuận, cũng chẳng phải là cái thời điểm gì tấn công, cũng không phải là thời điểm phát triển, mà thời điểm gì, đây là cái thời điểm chúng ta gì tồn tại. Nên chúng ta phải làm sao tính toán làm sao. Ok chưa này? Chi phí cố định là ngày mai chúng ta phải gì, phải tính làm sao là phải giảm hết cái chi phí cố định. Đặc biệt mà bạn nào thuê văn phòng này, văn phòng mà cái dạng thuê này, ok chưa này, là chúng ta phải làm việc ngay với những cái người cho thuê liền, bằng cách giảm được chi phí thuê càng sâu càng tốt. Phải đàm phán bằng mọi cách, phải đàm phán, không nói không rằng gì hết. Ok chưa này? Đàm phán liên tục, phải năn nỉ nói chuyện liên tục. Rồi các cái gói hỗ trợ, dĩ nhiên nghe hỗ trợ tiếp cận nó rất là khó, nhưng vẫn cứ tiếp cận. Ok chưa nè? Liên tục tiếp cận các cái gói hỗ trợ,
Chúng ta không có gì, không có có được là đặc biệt bạn nào doanh nghiệp là phải tiếp cận, ví dụ là miễn giảm thuế này, hoặc là ngân hàng cho vay lãi suất thấp này, tất cả những cái điều đó là chúng ta phải tiếp cận và chúng ta tìm hiểu hết. Nếu các bạn muốn nào đó muốn đi vào hoạt động kinh doanh, ok chưa này, những cái gọi là những cái khoản trợ giá rồi đó, ok, hoặc là khoan đóng bảo hiểm xã hội rồi gì đó, ok chưa này. Nên là bây giờ là chúng ta phải trích tử tiền mặt là quan trọng nhất nha. Và bắt đầu sắp tới các bạn bán hàng á, là hạn chế công nợ, không có công nợ, kêu khách hàng trả hàng trước, mình bán giá rất là rẻ, thậm chí bán chúng ta không có lãi, lãi ít cũng được, miễn là nó nằm ở trạng thái tiền mặt là được rồi. Đúng rồi, sửa chữa máy lạnh qua online, đúng rồi. Trạng thái tiền mặt là được rồi, sửa chữa máy lạnh qua online, sửa chữa máy tính qua online, đúng, chính xác. Mình nè, máy tính cũng bị nè, bữa khởi động nó không lên, nó bị lỗi, thì mình cũng làm online, mình gọi cho bạn sửa máy tính và bắt đầu nó hướng dẫn làm online từng bước vậy thôi. Bản thân mình cũng có sửa máy tính qua online mà. Nên là tất cả chúng ta đều phải thích ứng hết, mình đã làm rồi mà. Dòng tiền nha, đặc biệt mà thời điểm này mà bạn nào mà bán hàng theo công nợ là coi chừng là bạn chết nha. Luôn thời điểm này bán hàng rất là khó khăn, nhưng phải thuyết phục với khách hàng là làm sao họ đưa tiền cho ta, rẻ cũng được, thậm chí chúng ta chấp nhận lỗ cộn cũng được. Các bạn nên nhớ là dòng tiền là số 1 nha. Chúng ta mà sống được á, qua cái giai đoạn này á, thì giai đoạn sau chúng ta rất là ngon, chứ giai đoạn này chúng ta chết mất là xong phim rồi. Nên là ý ở đây mình muốn nói là gì? Dòng tiền, tiền mặt, hạn chế công nợ tối đa, làm sao đó, ok, đúng rồi, không gọi là chiếm dụng vốn, không có được để chiếm dụng vốn. Các bạn mà để chiếm dụng vốn, các bạn mà không chiếm dụng vốn thì các bạn vẫn còn hàng đó để bạn đi bán cho người khác để các bạn lấy tiền về. Các bạn để người ta chiếm dụng vốn là các bạn chết mất tiêu, chết mất tiêu thì làm sao mà chúng ta qua dự xoay chuyển được. Rồi tập trung vào quản lý cái hàng trong kho, hàng tồn kho. Đôi khi vốn nó chôn trong đó nhiều quá, chôn đó nhiều quá, các bạn phải gì? Phải đảo ra, ok chưa này. Rồi chúng ta là liên hệ với nhà cung cấp, làm sao công nợ được nhiều thì tốt, ok chưa này. Liên hệ với khách hàng, bán làm sao giá rẻ để chúng ta có được cái tiền mặt thì tốt. Nên là bạn nào mà có chiến lược phù hợp á, là các bạn sẽ thắng, bán rẻ cũng được, có tiền mặt tốt. Cái thứ sáu là chúng ta phải gì không có chủ quan, hoàn toàn không có chủ quan, phải lập ra một kế hoạch. Rồi bây giờ chốt lại những điểm chính này, quan trọng nhất vẫn là tiền mặt nha. Lúc này mà bạn nào mà còn giữ được tiền mặt và đảm bảo doanh nghiệp chúng ta thanh khoản tiền mặt, chứ có các bạn mà đứt tiền mặt, các bạn hết tiền mặt là các bạn chết. Đó là lý do là trong những cái giao dịch á, trong những cái thanh toán á, trong bất kỳ cái buôn bán gì đó, các bạn phải đặt yếu tố quan trọng là làm sao chúng ta thu hồi được vốn, đưa tiền được về và đảm bảo nó nằm ở trạng thái tiền mặt. Tại sao nói tiền mặt là quan trọng? Bây giờ các bạn, ví dụ các bạn có đất đi, bây giờ cái đất đâu phải bằng dễ bán. Bây giờ bạn có hàng đi, mà gì, mà khách họ không mua cũng đâu có được, mình cũng đâu có tiền, nó đâu phải là thời điểm bình thường đâu. Nên là tiền mặt là quan trọng, và quan tâm cái gói hỗ trợ của ngân hàng. Tại ngân hàng nó cho vay chúng ta tới 1 năm lận, nó cho vay chúng ta 1 năm lận, thì trong 1 năm đó chúng ta sẽ xoay sở được. Tiền mặt là số 1 nha. Cái thứ hai á, chốt lại là cái thứ hai là ứng dụng cái công nghệ vào làm nha. Ứng dụng triệt để công nghệ vào làm thì nó sẽ cắt giảm chi phí. Nó sẽ gì? Nó sẽ giúp cho ta tăng năng suất hơn và bảo vệ sức khỏe. Đó, nôm na.
không để gây dòng tiền. Đúng rồi, đứt dòng tiền là chết ngay đó nha. Bạn nào làm gì làm, đứt tiền mặt là chết ngay. Giỏi như cỡ nào không biết, đứt tiền mặt là chết ngay. Nó là nó như thế nào là đứt ngay nha. À, không có tiền mặt là đứt ngay. Dù hàng của bạn có một kho, dù bạn có gì á, là đứt ngay. Thời điểm này là quan trọng nhất là việc đó. Ok chưa nè? Đó, vậy là hôm nay chia sẻ với bạn một số điều nốt đầu dòng nó như vậy. À, về cái việc mà ngày mai chúng ta bắt đầu bước vào một cái chu kỳ mới, và đúng là một cái chúng ta đang trải qua một cái giai đoạn lịch sử, một cái giai đoạn lịch sử gọi là ngàn năm có một, có thể ngàn năm qua chưa có một trường hợp nào nó như vậy. Và cái chữ vừa rồi mà chúng ta phải học được đó là chữ thích ứng và chữ thay đổi. Có những cái thứ mà trên thế giới này nó không bao giờ thay đổi, nhưng qua mùa dịch này nó đã thay đổi và bắt buộc phải thay đổi. Hình dung chưa? Ví dụ như trường đại học Harvard, như trường đại học Cambridge, những cái nơi đó hồi kia làm gì mà có dạy online, nhưng bây giờ họ triển khai dạy online hết. Mình ví dụ nó như vậy. Các cái trường học cấp 1, cấp 2 của chúng ta hồi kia làm gì có vụ dạy online, thầy cô đó làm gì dạy online, nhưng bây giờ bắt buộc phải online hết. Nên trong cái điều kiện bình thường mới này, chúng ta phải bắt buộc một cái chữ đó là thích nghi và thay đổi. Ok mà, không còn lý giống gì nữa hết. Cảm ơn cả nhà mình đã xem cái buổi livestream hôm nay. Qua cái việc mình chia sẻ cho bạn chín cái điều của người Do Thái này, bảo đảm các bạn luôn, các bạn mà sau cái buổi livestream này các bạn chịu khó, các bạn ngồi, các bạn tổng kết lại, thì rõ ràng các bạn sẽ có một cái góc nhìn khác, cách thức hành động khác, và nếu mà bạn đưa nó vào thực hiện trong cuộc sống nữa thì nó tuyệt vời hơn. Ok này.